muốn làm đâu rồi? Không tiền đâu mà ăn. Thôi em mua rồi, mua gà rồi. Mua gà rồi, em còn có 15 ngàn. Thôi, để em để dành bán đi mà. Thương tôi lắm, cho không thương mà. Rồi bây giờ mình lên đường thôi bà con ơi. À, 15 ngàn là ăn được mấy người? Nhiều lắm hả? Thu cho. Chỉ có tình thương mới có mấy cái giá này thôi. Quán để đi theo tình thương luôn mà. Nè, mọi người, chợ quê tôi là chợ Hoa Hương mọi người. Trời ơi. Mua gì nữa không anh, mua gì nữa không? Còn mua cho hết tiền luôn hay sao, hay là chưa lại? Mua hết đi anh, mua đi, mua hết đi. Rồi. Có vậy không? Dạ không. Đi lòm mà vợ con chi ha. Thôi ăn cơm tiêu chi. Trời ơi, nãy em biết, con biết cô bán là cô mua cô rồi á. Cũng lỡ mua hết tiền rồi con. Thôi mà chịu chi. Chúng ta có gà kho sả, canh hến rau muống, mắm, rau đắng mình sẽ mua. Con mua rau đắng cũng trộn gũa rồi. Thôi, mua ra bún rồi. Mua rồi, mua cây sáng dài 15 ngàn rồi. Mua gì vậy? Có mẹ vậy? Thôi, để đi mua đồ món ăn chính đi đã. Dạ. Mắm cà mua rồi. Không tiền đâu mà ăn. Này. Ôi. Máy lạ. Mét nữa. Còn có 25 ngàn à. Thôi. Để mua hết. Đang thử thách chứ phải đi mua ăn chơi đâu. Ê. Thôi, vô mua bình rút khô. Rút khô đâu ta? Rút khô á. Dạ. Rút khô, đây, vô. Tiền vô. Không, đây. Rút khô để về trộn gũa rau đắng. Thôi vậy tiền không theo cho em đi chứ, lấy tiền cho trộn em. Ở đây. Thì bán mua mà đủ làm phần thôi. Mười ngàn đúng rồi. Có cá không chị? Không có mà có đắt được không? Thôi mà mệt quá. Không có mà đắt. Em thử thách chương trình chứ không phải là em đi mua cho em ăn. Dạ. Chị đây, thính hả? Có thính hả? Chụp, con này ăn số 1 hả? Số 2 luôn đây, đừng ăn số 1. Tại đây mấy bạn kia không biết ăn đâu, em không mua được. Chứ em khoái mấy cái món này mà. Thôi em mua rồi, mua gà rồi. Rồi nãy em lị hồn chị Tiết, không mua chứ chơi. Mua gà rồi, em còn có 15 ngàn. 15 ngàn. Thôi, để dành bán đi mà. Thương tôi lắm, cho không thương mà. Rồi bây giờ mình lên đường thôi bà con ơi. Dạ thôi. Còn dư 15 ngàn. Còn dư 15 ngàn lộn chi hả? Bánh đúc mắm nèm á hả? Chù. Bánh bèo luôn hả? Chù cha. Bánh bèo ba bán ra chị. Rồi bây giờ chúng ta còn 15 ngàn. Đây, còn 15 ngàn. Chị em còn 15 ngàn ăn được chi? Được, 15 ngàn nha. Ăn cái gì? Ăn chân được 15 ngàn là được. Mình phải ăn trước. Để về mình có sức mình nấu cho người ta ăn. Ngoài mấy cái này nè. Châu cha. Em đi chợ có 25 ngàn mà nấu cho tối 1 ngàn đó chị, mà còn dư 15 ngàn em ăn bánh bèo đó.
đâu. Dạ. À, 15 ngàn là ăn được mấy người? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Thu cho. Chỉ có tình thương mới có mấy cái giá này thôi. Quá để đi theo tình thương luôn mà. Nè. Mọi người. Chợ quê tôi là chợ Hoa Hương mọi người. Thử nha. Đây là cho bạn bên Billy ăn thử nè. Dạ. Tí á, bà con kêu tí là tại vì hồi xưa là tinh tí, ở nhà tinh tí. Câu bà Hùng biết không? Dạ. Ờ. Bà Hùng bán mì mà đang về gia đình không bán mì nữa. Cảm ơn. À đứa hả? Tao biết rồi, tưởng nghĩ rồi. Kính thưa bà con, ngày hôm nay là Trường Giang được trở về quê nhà. Dạ. Dạ em hết tiền rồi. Ngày hôm nay Trường Giang được trở về quê nhà là ngay tại cây Hòa Hương luôn. Hồi xưa là ở đây nhiều người biết mẹ con lắm. Biết mẹ con, biết ba con luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau hô vang tên chương trình với mọi người. 2 ngày 1 đêm nha. Nha. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Nấu gì đi? Cholimex đây. Chúng chú cô thật là khỏe mạnh à. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ rồi rồi các ạ. Dạ rồi con cảm ơn cậu Sao. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ cảm ơn gì? Dạ, con cảm ơn. Dạ. mấy chú. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Dạ. Bánh đúc mua gì rồi? Bánh đúc sao cô? Trời bánh đúc bánh em trời ơi. Các con chết cháu ơi. Thì mời thì đem ra đi. Từ. Tôi có phụ cho. Để xếp cho. Tôi có phụ cho. Ngày hôm nay là cậu mợ có chuẩn bị là đặc sản Quảng Nam là bánh đúc. Bánh đúc mà làm từ gạo lứt, sau đó ăn với mắm nêm, mắm cái mình đó. Rồi có chả lá để ở trên nữa. Thôi nên không nói sớm em quất 3 chén cơm rồi. Em cầm lên cho. À, ủa cái này là cái gì đây? Nhà gói gì vậy? Chả. Chả đó ha. Thôi tí nữa cho tụi em á ha. Ủa? Hồi tí nữa ta tặng tụi em mỗi người khoanh hay sao? Thì anh mua đó. À vậy đó ha. Chả gì anh? Chả bò chả gì? Ừ chả bò lá. Trời ơi chết. Nhất cái lắp, nhất cái nắp. Nè cái này cắt làm đôi, bỏ dĩa. Mỗi bỏ dĩa cắt nửa cục. Nè con dao nè. Sẵn không con? Con dao nè. Dạ. Ngon quá. Trời ơi, bánh đúc, đây là bánh đúc đây đó ha. Ngon lắm. Trời ơi. Bánh đúc đúng mà. Ba lát thì. Trời ơi, còn đúng rồi, được rồi, quá ngon. Ba lát rồi, bỏ đây nè. Đúng rồi. Bỏ đây nè, kho. Lột vỏ hay sao? Lột vỏ. Trời ơi, đúng quá trời. Phụ cho. Đây nè, dĩa hộp xùa nè, Dĩa hộp xùa là ho đó. Là dĩa hộp xoài á. Đó là hay đó. Đúng rồi. Ông ơi, sắp vô xíu dĩa hộp xùa hả? Đây nè. Mỗi dĩa là một phần á, mỗi dĩa một phần. Đó. Trời ơi.
mỗi dĩa là nửa cục thôi, cho ít một cục đâu cho ngon. Thôi mua tấm pin đi. Đó, đó vậy là cũng ngon, gì quá cũng chê. Đúng rồi, đúng rồi, còn Nhung nữa mà. Về do không có mặt ở đây. Dạ, tập vụ. Đây mà mà trường do đây. Dạ vâng. À, có thể đại diện mình thắp thắp hương vậy. Cái hình cô. Cô đây. Ôi, ôi. Cô giống diễn viên quá. Cô đây. Đó. Giống mấy cô đào hát hồi xưa. Tức là cái chị này là thứ năm mình thứ sáu. Dạ. Chị Kỳ. Dạ. Còn cô gì nãy là thứ bảy. Mấy anh em. Vậy anh Giang chắc là thừa hưởng cái khiếu nghệ thuật từ từ cô, từ mẹ nha. Có khả năng thế, ba mẹ hồi xưa cũng có tâm hồn nghệ sĩ. Giống, đúng rồi, giống nghệ sĩ. Khỏi lột em ơi, móc nghe nó sẽ là lấy. Trời, mình tính lột từng lớp luôn hả? Thằng bé thật là âm thầm. Chưa, bánh chạp, bánh chạp. Quá ngon vậy. Quá ngon, quá ngon. Nãy có nơi em gửi đang ngon. Thôi, nay em để tối. Mấy dĩa, mấy người? Bảy. Tóm. Tóm của này. Ừ, ngon nữa, thơm. Hai cục đây, ba cục đây. Xong chưa, xong chưa, xong chưa? Mám đem nguyên cái tô ra cho ăn khá. Ôi. Ôi. Trời ơi, mày thấy là còn bánh đặc nữa. Rồi cái này là cái gì nữa? Cái này là cái gì vậy? Bánh dập hả? Là mình ăn sao chị? Bỏ lên cho mặt đi mới đúng này. À. Cái này cho bánh ướt ha. Đúng rồi, đúng rồi. Không ăn không rồi bánh ướt. À. Mà còn đập lên thì nó đập, bỏ lên bánh tráng. Bỏ bánh tráng rồi mình ăn sao nữa? À, mình chập lại. Mình có mình ăn không vậy đó ha. Chấm mắm nêm thôi đó ha. À, gói ghém vậy đó ha. Rồi. Xin chào, cảm ơn nhiều. Ủa này mắm nêm, có nghĩa là mắm vậy anh? Anh nói là mắm sợi á, mắm sợi cũng là mắm cá cơm mình trộn với thơm để ăn với bánh chập này. Con này cá bự nhanh quá. Này mắm nêm đó. Mày để qua đây đi. Chứ đặng mà em vô trong cái guồng gió sát đó. Ê, bạc nhiều với Hiếu. Nhiều lắm anh ơi, anh bức em làm cái gì? Ô à? Em không biết em máu gì luôn. Ê, nó máu ô nha. Nhiều lắm luôn anh. Em ra mấy tiệm gọi đầu á, 500 cộng á. 500 đồng cậu hả? À? Bức xong rồi rái tay rồi nó so rồi mấy chú hay làm. Còn đây là phần của em. Ủa? Anh ơi. Của em. Thiệt hả? Bánh đúc, bánh đúc anh, bánh đúc anh. Một mình anh ăn phải không? Một mình ăn không? Vậy thì để này lên luôn nè, đó. Nói chứ sáu kêu là để ra ngoài vậy á, quay chỗ đẹp. À, bà xích hả? Xích đó. Để đây. Để đây, nghiêng nghiêng nè. Cho nhiều cái pizza nha. Rồi. Búp. Dạ, mời. Đến giờ ăn rồi. Trời ơi, giờ ăn tới rồi. Ăn. Chị bãi nè. Chị bãi ngồi. Tại dạ. Ghế kia. Dạ, dạ. Nhiều đây đi. Dạ. Dạ, chị ngồi đây đi gì? Chị ngồi đi, chị ngồi đi. Cơ massage gì? Dạ. Cứ bấm quyệt cho. Quy đừng làm gì anh sợ Quy. Đó là gì đây, đừng cầm cho. Lấy dĩa cho mẹ ha. Có cái chén đó cô kìa, đó. Con bấm này cay quá. Dạ, cay cũng khiếp. Em ăn cay yếu lắm. Không trả. Em mua nguyên bịch cho chậm á. Cho bịch chậm, cái bò á. Cái chạm. Món này có hai món. Anh đắng cho anh. Không, ngon hả? Dạ. Anh biết ăn mắm miền Trung không? Dạ được, quá đẹp luôn. Ừ, có ăn được. Mới ăn luôn. Được không? Được.